Chào mừng các bạn quay trở lại video học WordPress trực tuyến tại thạchphạm.com. Ở video trước là chúng ta đã tìm hiểu qua về domain, tức là tên miền á, cách mua domain là như thế nào. Và mua domain xong rồi thì chúng ta cần phải làm gì nữa? Đó là mua host. Host, bạn có thể hình dung như sau. Host là một nơi để bạn lưu trữ những thông tin, những tập tin và những dữ liệu ở trên Internet. Ở đó nó sẽ có một cái địa chỉ nhất định để mà bạn truy cập vào. Nghĩa là bây giờ mình giải thích như thế này cho dễ hiểu ha. Bây giờ website của bạn là ngôi nhà. Website là ngôi nhà. Host biết là gì không? Tức là mảnh đất. Nghĩa là cái ngôi nhà này sẽ xây dựng trên mảnh đất này. Tức là bây giờ chúng ta không có đất sao mà chúng ta xây nhà, đúng không? Bây giờ chúng ta phải là mua đất trước, sau đó mới cất bỏ tiền kêu thợ tới xây nhà sau. Nhưng mà ở đây thì mình là thợ rồi, mình sẽ là tự xây nhà, nhưng mà host thì chắc phải thuê rồi, chắc phải mua chứ. tức là cái mình giải thích như vậy, ngắn gọn như vậy rồi. Thì một cái host để mà cài đặt được WordPress thì bạn có thể là xem trên đây, vào trang wordpress.org, vào phần about và phần Requirement. Ở trong đây nó sẽ cho bạn biết là host như thế nào để chạy được WordPress. Thì để chạy được WordPress thì host của bạn là phải có PHP phiên bản 5.2.4 trở lên và MySQL phiên bản 5.0 trở lên. Nghĩa là giờ chúng ta có host mà chỉ cần có hai cái này thôi là đã có thể chạy được WordPress rồi. Nhưng mà thêm một cái khuyến khích nữa là host của bạn nên là sử dụng Apache, tức là cái hồi nãy mà chúng ta cài vô local host á, Apache. Cho nên là thông thường thì những dịch vụ cung cấp host hiện nay là sử dụng Apache và sử dụng có PHP và MySQL hết. Và hoặc là nếu mà các bạn muốn xem danh sách những cái host mà nó hỗ trợ WordPress tốt nhất á, thì các bạn có thể vào địa chỉ thạchphạm.com duyệt hosting. Ở trong đây mình đã liệt kê ra những nhà cung cấp host rất là tốt để bạn sử dụng. Đa phần là host nước ngoài. Tại sao mình lại khuyến khích host nước ngoài? Nếu mà các bạn ở trong Việt Nam, khi mà các bạn vào một website sử dụng host Việt Nam thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà bạn ở Việt Nam mà vô website nước ngoài, website sử dụng host nước ngoài thì có thể tốc độ nó hơi chậm một xíu. Tại vì cái máy chủ nó quá xa so với cái nơi ở của bạn. Thành ra thì nó sẽ truy cập hơi chậm một xíu. Tuy nhiên mình dùng host nhiều thì mình biết, cho nên là nhiều host Việt Nam bây giờ có thể là không chạy được WordPress tốt cho lắm. Có thể là khi nếu mà bạn mua host Việt Nam thì bạn sẽ thấy một điều là khi mà bạn làm theo video này thì có thể là nó sẽ không ra như bạn muốn. Nếu mà bạn không tin thì bạn có thể mua thử và bạn làm thử. Cho nên là nếu mà để mà theo series này tốt nhất thì mình nghĩ là các bạn nên mua host nước ngoài. Mà host nước ngoài cũng có nhiều loại lắm, loại dở, loại dởm, loại đèo, lẹo, loại tùm lum loại. Cho nên là nếu mà bạn muốn mua loại tốt nhất thì có thể vào địa chỉ thạchphạm.com/hosting. Ở đây mình đã chắt lọc những loại tốt nhất. Những cái nào mà không nên mua thì mình để chữ là không nên mua nè. Như Hostgator một thời nổi tiếng lắm mà giờ nó sao sao á. Nhưng mà có bây giờ có những cái A2 hosting là tốt nhất. Là chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua host ở trên đây luôn. Và thì cũng giống như là video trước, thì nếu mà các bạn có thích mình á thì muốn ủng hộ mình thì có thể là vào địa chỉ thạchphạm.com thì hosting này ở ngoài nút mua, thì lúc đó mình sẽ được host trả tiền hoa hồng. Cái này bạn cũng không mất gì hết ha, nhắc lại bạn không hề mất cái gì. Chỉ có A2 nó mất thêm tiền thôi chứ bạn không mất gì hết. Đó là lời khuyến khích của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi vào việc mua host luôn. Thì đầu tiên là chúng ta truy cập vào địa chỉ cần mua hosting, ví dụ như địa chỉ này. Khi mà vào thì các bạn sẽ thấy là nó có rất là nhiều dịch vụ, tất cả dịch vụ đều là host. Nhưng mà ở đây là host như thế nào mà chúng ta nên mua và host nào mà chúng ta không nên mua. Thì ở đây nó sẽ có nhiều loại: web hosting, reseller hosting, VPS, managed cloud, dedicated. Mình giải thích như sau. Web hosting tức là loại web hosting bình thường, tức là cái hosting mà chút nữa chúng ta sẽ mua á, loại bình thường là dùng cho người cá nhân hoặc là công ty nhỏ. Còn reseller cũng như là bạn mua một cái gói đại lý, ở đó là bạn có thể chia ra nhiều gói host nhỏ để mà dùng cho nhiều website, hoặc là các bạn có thể là bán lại.
đó là cái Retailer Hosting. VBS này nghĩa là một cái máy chủ ảo, tức là cái VBS này nó cũng như tự nhiên host, nhưng mà nó sẽ có cái phần cứng nó cao hơn, cho nên nó sẽ chịu được web chứ có nhiều lượt truy cập, tốc độ nhanh hơn, nhưng mà giá thì nó cũng rất là chát hơn. Còn Managed VBS Hosting nữa là cái dịch vụ này nó cũng giống như dịch vụ VBS thôi, nhưng mà thì nó sẽ thêm một cái dịch vụ khác, đó là họ quản trị cho bạn luôn. Tại vì khi mà sử dụng VBS bạn phải tự quản trị cho mình, rất là khó. Là Cloud Hosting là tức là hosting sử dụng công nghệ điện toán đám mây, tốc độ nhanh hơn, bảo mật tốt hơn. Còn Dedicated nghĩa là cái máy chủ luôn, bạn muốn mua nguyên một cái máy chủ thì mua cái này, giá rất là cao, là bạn coi thử giá nè, nó không để giá luôn, cao quá nó không dám để luôn. Nên nhưng mà ở đây mình muốn nói là nếu bạn không muốn mua thì mua nên chọn mua web hosting này, cái web này mà chúng ta cần mua, sorry, cái host này mà chúng ta cần mua. Thì bây giờ chúng ta nhấp vào, thì khi mà mua host á, mình cần lưu ý những cái thông số như sau. Cái thông số transfer này hay còn gọi là băng thông, lúc thì nó để là bandwidth, ở nơi thì để là transfer, nhưng mà bạn có hiểu đó là băng thông. Băng thông nghĩa là gì? Tức là cái lưu lượng mà bạn bạn được phép sử dụng trong 1 tháng. Ví dụ web của bạn có dung lượng là 2 MB, thì mỗi lượt truy cập vào thì nó sẽ mất 2 MB băng thông. Tức là thì ví dụ như là họ cho phép bạn sử dụng 10 GB băng thông, thì khi nào mà lượt truy cập nó vào đủ 10 GB thì bạn không được dùng được nữa. Đó là cái băng thông. Thì ở đây là nó để unlimited, nghĩa là không giới hạn, tức là bạn không có bị giới hạn băng thông. Đó là cái đặc điểm thứ nhất bạn cần để ý. Cái email address này nghĩa là một cái dịch vụ email ngay trên host của bạn, tức là khi mà sử dụng email này thì bạn sẽ có địa chỉ email kiểu như là contact@phan.com, chứ không phải là Gmail hay Yahoo vậy ha. Đó là cái dịch vụ mail trên host, nó gắn với tên miền của mình luôn. Và domain ở đây nghĩa là cái số tên miền được phép sử dụng trên host, có thể là 5, có thể là 10, có thể là 1. Ở đây nó ghi là unlimited, nên là không giới hạn. Database tức là số lượng cơ sở dữ liệu bạn được phép tạo ra, cũng là không giới hạn. Và một số cái thông số khác bạn có thể là tìm hiểu qua những thông số này. Thì ở A2 Hosting nó có hai gói. Cái gói thứ nhất là gói khoảng $6, là gói bên đây. Bạn để cái chữ nhỏ là cái chữ to, đừng có nhìn chữ nhỏ nè, đó, mấy cái để nhỏ rồi đó, là khoảng $6 mỗi tháng. Thì ở đây nó sẽ không sử dụng ổ cứng SSD, nhưng mà cái gói $8 này nó sẽ sử dụng ổ cứng SSD, tức là khi bạn dùng gói này thì tốc độ của sao bạn sẽ nhanh hơn. Do ở đây là mình chỉ thử nghiệm thôi, cho nên mình mua gói $5 này cho tiết kiệm tiền, đúng không? Thì để mua bạn ấn vào nút order now, cũng giống như tên miền ha, mua host bạn cũng phải trả tiền qua PayPal hoặc là Visa. Ở đây mình sẽ trả tiền qua PayPal, nhưng mà mình vẫn khuyến khích các bạn nên trả tiền qua Visa. Và một điều đặc biệt cần quan tâm nữa, đó là khi mà mua host ở nước ngoài, bạn cần phải chuẩn bị sẵn một bản scan giấy chứng minh nhân dân 2 mặt. Bạn nghe kỹ ha, bản scan giấy chứng minh nhân dân 2 mặt để làm gì? Khi mà mua xong á, đa phần nhà cung cấp nước ngoài sẽ không kích hoạt cho bạn ngay đâu, mà sẽ yêu cầu bạn gửi cho họ bản scan giấy chứng minh nhân dân để nó coi là có phải bạn mua hay không. Tại vì cái này nhiều lý do quá mình không tiện nói ra, nhưng mà nói chung là họ cần như vậy đó. Rồi quay trở lại việc mua host, thì khi mà mua host, cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần chọn tên miền mà sẽ sử dụng cho host này. Ở đây nó có 3 lựa chọn chính. Cái lựa chọn thứ nhất, mày đọc kỹ ha, I want to register a new domain, tức là bạn sẽ nhờ họ đăng ký với bạn một cái tên miền, tức là họ sẽ tính luôn phí tên miền. Cái lựa chọn thứ hai nghĩa là bạn đã có tên miền rồi, bây giờ bạn muốn lấy tên miền đó sử dụng cho host tại đây thì ghi vào. Ví dụ như hồi nãy mình mua tên miền ở GoDaddy là video học WordPress, vô chấm mà để ý ha, còn đó. Hoặc là sử dụng cái tên miền subdomain miễn phí, nó sẽ có dạng là a2hosting.com, ví dụ như Thập Phạm. Do chúng ta đã có tên miền rồi
thì chúng ta sẽ sử dụng cái lựa chọn thứ hai, tức là mình nhập cái tên miền của mình vào học.wordpress.com. Các bạn nên điền cho đúng ha. Sau khi nhập xong thì các bạn ấn vào nút Click to Continue. Cái phần này mới là gay cấn nè. Như bạn để ý, khi mà mua host thì nó sẽ cộng cho bạn một số phí, như là bạn chọn thời gian mà bạn muốn mua. Bạn muốn mua 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 23, 26 tháng. Tất nhiên nếu mà bạn mua càng lâu thì nó sẽ càng khuyến mãi bạn càng nhiều. Ở đây mình chỉ đăng ký thử cho bạn thấy thôi. Mình chọn 1 tháng, 1 tháng nó chém mình tới 10 đô la mỗi tháng, ác không? Thì sau khi chọn xong thì nó sẽ dẫn bạn tới trang thanh toán. Để đây bạn nhìn kỹ một lần nữa. Nhìn kỹ nè, giá của bạn là 10 đô la. Đó. Nhìn kỹ nha, trước khi ấn thanh toán nó mới kêu nó trừ tiền bậy nữa. Rồi, nếu bạn có mã giảm giá thì nhập vào. Thì khi là bạn mua host A hay hosting á thì họ luôn luôn có mã giảm giá để xem đâu. Bạn vào lại cái phần với hosting này nè, mở một tab mới ha. Nhìn ở đây có mã giảm giá nè. Copy cái này. Quay trở lại đây, bỏ vào đây, ấn nút apply thì nó lúc này nó sẽ giảm cho bạn còn 9 độ mấy đó. Và ở dưới là cái thông tin này cũng giống như bạn mua hosting, bạn phải nhập thông tin trùng với cái giấy chứng minh nhân dân của bạn, cho dù bạn đang ở đâu, nhưng mà bạn phải nhập đúng thông tin là bạn đã ghi trong giấy chứng minh nhân dân, không không được sai. Thì đây mình có tài khoản là mình không cần phải đăng ký lại, mình đã nhập luôn. Và thanh toán, hình thức thanh toán là bạn chọn credit card thì tức là thanh toán qua Visa gì đó hoặc là PayPal, mình dùng PayPal. Nhớ ấn vào nút này để mà đọc ở những quy định của nó. Nếu bạn biết tiếng Anh á, bạn đọc kỹ những quy định này. Có nhiều thông tin mà bạn cần xem lắm. Đọc kỹ mất cái gì khỏi kiện cáo. Dài quá ai đọc nổi. Rồi, khi bạn nhập xong thông tin thì ấn vào nút Comeback Order nếu mà nó tiến hành nó xử lý cho bạn. Thì khi mà điền xong thông tin hoặc là đăng nhập thì nó sẽ dẫn bạn tới trang trả tiền. Đây là cái hóa đơn của bạn, nhìn kỹ số tiền cần trả nhiêu, 9 đô la. Ok, nếu ok thì nhấn check out trả tiền. Hoặc là nếu bạn đăng ký bằng Visa thì sẽ nhập số thẻ Visa vô. Ở đây mình gõ mật khẩu PayPal. Cái số tiền mình cần phải trả là 9 đô la. Pay now, trả tiền. Ok, khi mua xong thì đợi xíu cho nó trở về. Cho nó trở về cái trang này. Thì khi mà bạn đăng ký xong thì bạn sẽ được chuyển vô cái trang cá nhân của bạn, trang quản lý cá nhân của bạn là trên trang A2 Hosting này. Bạn vào phần Service. Service tiếng Việt là service. Ở đây thì bạn sẽ có những tùy chọn như sau, đó là bạn sẽ thấy là cái host của mình đang là pending. Nếu mà để là pending tức là nó đang chờ duyệt, có thể là vài tiếng nữa nó kích hoạt cho mình luôn, hoặc cũng có thể là nó sẽ yêu cầu bạn gửi giấy chứng minh nhân dân trước khi kích hoạt, tùy theo nó muốn gì. Quy trình này có thể là lâu hoặc chậm. Ôi, như, ví dụ như mình đang ở Thụy Điển. Không có bị vô sổ đen nên là mua cái nó kích hoạt ngay, bạn có thể thấy cái chữ màu xanh active, tức là host mình đã có rồi. Nhưng mà khi mà mình mua thì bạn nhớ kiểm tra mail, tất cả những thông tin quan trọng nó sẽ gửi vào mail. Mình vào mail của mình. Mình vào mail của mình thì ở đây nó sẽ để là thông tin. Cái mail welcome này tức là mail quan trọng nè, nó bao gồm những thông tin host của bạn. Ở trong đây mình sẽ cho bạn thấy luôn là bao gồm thông tin gì. Thông tin thứ nhất là cái thông tin về tên miền cần đăng ký, tức là tên miền video WordPress. Bây giờ bạn có vào đây đi chăng nữa thì nó cũng chẳng ra gì hết đâu, tại vì bạn chưa có chỗ tên miền về host đó. Website URL tức là đây là cái địa chỉ của bạn. Bạn có thể thấy là cái địa chỉ của bạn khi bạn mua host nó ghi là username rồi lum hết. Thì như mình đã nói ở cái video trước, tức là khi bạn mua host nó sẽ cho bạn một địa chỉ riêng sử dụng trên cái trang của họ, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn tên miền về host sau.
thêm cái địa chỉ của mình, nhưng mình sẽ không dùng địa chỉ như thế này đâu. Đó. Và cái thông tin thứ hai đó là cái thông tin đăng nhập vào host. Thì ở đây nó có để là được dẫn đăng nhập vào host nè. Nếu mà bạn chọn đưa em về rồi thì sử dụng cái địa chỉ này, hoặc là sử dụng cái địa chỉ này, cái địa chỉ này để đăng nhập vào trang host. Khi vào nó sẽ bắt bạn nhập username và password. Đây là cái username và password nhập vào. Và tiếp theo là cái thông tin FTP. FTP này là một cái thông tin để mà bạn kết nối vào host thông qua giao thức FTP. Cái này mình sẽ nói vào kỹ hơn ở video sau, tạm thời bạn bỏ qua ha. Và thông tin cuối cùng là phần email. Phần này mình nghĩ là bạn không nên dùng email trên host, tại vì như thế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến băng thông trên host. Bạn không bao giờ dùng email ha, cho nó có thôi chứ mình không bao giờ dùng hết đó. Có dùng mình dùng Google Mail cho nó gọn. Và mà những cái thông tin, và một cái thông tin quan trọng nhất là thông tin name server hoặc DNS. Cái name server này để là cái địa chỉ để mà bạn chọn cái tên miền về host. Bạn phải để ý nhớ kỹ cái hai cái thông tin này. Tốt nhất bạn nên lưu lại cái email này, đừng có xóa đi. Và thông tin nữa, cái này là bạn không cần quan tâm, nó nâng cao quá. Đó. Rồi, thì một cái email thông tin host là như thế. Và bây giờ video này mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây. Để mà ở phần sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách chọn domain về host như thế nào và tìm hiểu khái niệm web giao thức FTP là gì. Những cái đó mình để ở video sau, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về video sau. Và nhớ là đừng có xóa email đi ha, bạn nên lưu nó lại. Mình đưa nó vào cái thư mục nào đi, này đi, lưu nó lại, đừng mà xóa đi, mình sẽ cần dùng tới nó nhiều. Rồi, thì bây giờ mình quay lại trang trang quản trị host. Thì bây giờ bạn vào phần manage. Ở đây là bạn sẽ qua phần change password để mà đổi mật khẩu host. Thì mật khẩu cũ mặc định nó cho mình là như thế này, bạn muốn đổi thì đổi đây, đổi đây nhanh gọn lẹ đó. Thì video này thì tới đây cũng hết thôi. Thì ở video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về những cái khái niệm làm việc với host căn bản nhất, và sau đó thì chúng ta mới tiến hành cài WordPress. Tại vì nếu mà các bạn lần đầu tiên dùng host thì cái việc mà nắm vững những cái thông tin của host rất là quan trọng. Tại vì dù bạn làm bất cứ website nào, không chỉ là WordPress mà còn những website khác như Joomla, Drupal, thậm chí là các bạn đi học lập trình web, bạn cũng cần phải làm việc tới host. Cho nên là những khái niệm về host rất là quan trọng. Nhưng mà bạn yên tâm là nó không bao giờ khó sử dụng, rất là dễ sử dụng, nhanh lắm. Chỉ là bỏ vào một vài tiếng xem video là xong thôi. Đó. Rồi, thì mình cũng không nói nhiều, nó không nói nhiều thành nói nhảm. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở video sau. Chúc bạn thành công.